Qua. Cả nhà ơi. Trời ơi. Hẹn chi hồi nãy giờ chị cũng không hiểu sao nó mà ruột mồi hoài luôn. Thì ra là ẻm. Đây, đi hồi từ lúc sớm tỏ rõ bây giờ vô đây là tối thui tối mịt rồi. Nè, lúc trước dân vô đây là lần nào cũng trúng cá rô phi nhiều lắm nha. Dạ, Thanh Vân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay dân đi làm về trễ, đi ra đây đi câu kiếm cá làm đồ ăn cơm. Đây là mồi dế, lâu lắm rồi mình không có đi câu ở đây, biết hôm nay may mắn có mỉm cười với mình hay không. Giờ cũng khá tối rồi đó, một hồi chắc là hết thấy đường luôn quá, nhưng không sao, mình có chuẩn bị sẵn hết rồi. Trời ơi, hồi nãy giờ giật hụt mấy cú luôn. Em cá rô phi mề đầu tiên cả nhà ơi. Quá đã luôn. Ui là chèn hai bàn tay ghép lại á, chứ một bàn tay là nó không có bít đâu nha. Ôi, giật lên một tim dân đánh phình phịch luôn nè. Chằn một cái bực nha. Trời ơi, quá đã luôn. Nó bẫy bẫy à. Cá đẹp cực kỳ. Chàng có chuẩn bị miếng nước ở trong cái xô. Nó biểu diễn cho cả nhà coi nè. Dữ dội không? Cỡ nửa ký đó, không có phải nhẹ đâu. Mê quá, bỏ dép đi. Để một hồi á là chuột xuống đây cái mắt cong nữa, ướt người hết. Em này cú lắm. Luôn. Thì ra là ẻm. Cái này cả nhà là
nãy giờ dân giật hụt mấy lần luôn á, hết mồi hoài, nản gì đâu, đứng buồn hiu buồn thiêu luôn á, coi nè, nặng lắm nha, hơn nửa ký chứ không phải giỡn đâu. Cái nè, thì nó nuốt mất tiêu cái lưỡi rồi. Hên đó là trong túi dân có chuẩn bị một cái lưỡi trồng nhợ. Cá tai tượng là thường thường nó nuốt lưỡi vậy đó. Thám coi. Không sao không sao. Nó ăn nó nuốt, nhưng mà nuốt ở trong đây mới vừa múc cái cọng nhợ hả. Mình sẽ có cách thọt ngón tay vô. Đó rồi rồi ra nè. Cả nhà nhìn thấy dân vợ mở con cá nuốt lưỡi không? Nuốt cạn nha, nuốt sâu quá là không có biết cách nào. Nó mạnh ghê chưa? Cái em này nãy giờ phá mồi chứ chứ đâu. Nãy giờ mấy em khủng lắm. Tới thui luôn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, mình tưởng đâu là bự. Qua. Cả nhà ơi. Trời ơi. Chân tưởng là thất thu rồi nhưng mà không ngờ kỳ tích. Thì từ từ nha, để nó giặt quá là nó sẽ đứt nhợ á. Ôi nó nuốt lưỡi luôn rồi. Cả nhà nhìn thấy không? Quá trời luôn. Quá trời nó bự luôn nè. Hồi nãy giật tôi nụng nghe một cái bực thôi. Chưa dân nghe một cái bực luôn á. Rồi nè, mất tiêu luôn rồi nè. Cái em này sâu hơn nữa. Nhưng không sao, dân nghĩ là dân sẽ làm được. Quá wow, em này bự hơn nãy nữa nha. Coi nè, lại là cá tài tượng. Hai em ơi, quả đã rồi, có mồi cho gia đình rồi. Cái này thích nhất là cảnh này luôn á. Rồi. Mạnh lắm. Để chế. Nuốt lưỡi thì chỉ còn cách này thôi. Đó, dân hay không? Nè, dòm dân nè. Nè. Giờ là cái lưỡi nó nằm trong ngón tay của mình. Quả đã luôn. Giờ bỏ vô. Cả nhà coi nè ha. 2 3 hoạt động nè. Ghê không? Đi ra hồi lúc còn sáng, bây giờ tối thù lùi luôn rồi. Nhưng mà vẫn quyết tâm kiên nhẫn câu để kiếm bữa ăn cho gia đình. Ôi, con nào dính đáng con đó. Sao
một hồi câu thì chỗ mới đằng kia dân dính được một con cá tai tượng rồi nhát luôn, không ăn nữa. Dời lại đằng này coi may mắn có dính thêm được con nào không, kiếm thêm được một bữa ăn nữa. Mỗi khi á là cực ăn đi vô đây câu dính cá rô phi nhiều lắm. Sau chuyến này á thì dính cá rô phi có mấy con à, được hai cá tai tượng cục tợ đỡ, nhưng mà vẫn thất thu hơn những lần trước rất là nhiều. Giống như bộ đồ mình đã mặc. Bữa nay có dính em màu nữa chứ. À quên, lúc trước dân câu ở đây nha, cá chê nữa, có mấy lần dính cá chê cá khác nữa đó. Cá rô phi thì ta nói khỏi nói rồi, dùng dân là cá rô phi dữ lắm, sao lần này thì câu ít mấy con. Vậy con cá thác lát phải không? U là trời, tiếc buồn tình, đi mấy tiếng đồng hồ, mỗi khi là dính nhiều loại cá lắm, tập trung là cá rô phi, nhưng chuyến này lần trước có dân dính, có khi dính mấy con thác lát luôn một lượt đó. Lần này chưa có con thác lát nào chưa, mới có con vụt luôn, buồn dễ sợ. Do đi quá lâu cho nên đó là mình đi về để hồi mẹ đi kiếm. Hồi sớm mình đi là nghía được cái thau ở bên bờ, không biết đó là thao đựng gà, đựng lúa cho gà ăn hay gì của bà dân đổ ra đây cho cả nhà coi thành quả luôn, chứ không có ginh về nhà, ginh về nhà xa tới thui cái thao, cho nên mình bắt ra từ con nha, phải cái gỗ thì đổ cái xà thì nó nhanh. Lâu rồi không có lại đây câu, mình nghĩ là chắc nó bị nhát hoặc là nó bị hết cá. Dân có biết rằng là không có mình thì cũng có những người khác đi đánh bắt kiếm ăn, chứ vùng quê là vậy đó. Cá rô phi hôm nay ít lắm, thất thu rồi cả nhà ơi, vớt vát được cặp cá tai tượng thôi. Dân bắt cá tai tượng lên cho cả nhà coi nha, nói thất thu chứ ướm thử thì tầm khoảng 3 kg đó, tại vì cặp cá tai tượng này cũng cả 1 kg mấy rồi, ký mấy 2 kg rồi, ký mấy à, thêm cá rô phi khủng nữa, cá sống thiên nhiên á, cho nên nó là nó rất là nặng nhẹ. Phải thủ bộ nha, đứng trên này chứ để nó văng đó. Đây đi hồi từ lúc sớm tỏ gõ, bây giờ vô đây á là tối thui tối mịt rồi nè. Lúc trước dân vô đây á là lần nào cũng trúng cá rô phi nhiều lắm nha, chuyến này là không có dính rô phi, cũng không có cá chê luôn, có còn có thác lát nãy xảy rồi đó, tiếc hùi hùi vậy. Gió lạnh quá nên dân quyết định là kết thúc cái chuyến đi câu cá tại đây, thu hoạch nhiều đây nè cả nhà, cũng an ủi, đi gần thất thu hơn những lần trước. Xin phép kết thúc cái chuyến đi câu cá. Dạ, kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ.